Chào cả nhà. Hôm nay mình lại tiếp tục làm bài tập về si cộng cộng trong danh sách 1000 bài tập về si. Ở đây đây là bài số 2 này. Tính tổng các bình phương từ 1 cho đến L. Thì đây, cos của mình đây mình đã viết sẵn rồi. Thì đầu tiên là mình vào mình sẽ khai báo hai thư viện là std io.h và conio.h. Sau đó mình viết hàm tính tổng. Hàm tính tổng đây các bạn nhìn này. Đầu vào sẽ là một số L nhé. Nếu như L khác 0, return n nhân với tổng của L cộng 1. Cái tổng của L cộng 1 này bằng gì? Đầu vào là L đúng không? Lúc ấy L, à đâu, L trừ 1 nhầm. Lúc ấy L trừ 1 khác 0 nhá. Thì nó sẽ trả về L trừ 1 nhân với lại L trừ 1. Sau rồi cộng thêm với lại tổng của L trừ 2 đúng không? Xong rồi cứ tiếp tục thế, tiếp tục đến khi nào mà nó bằng 0 thì sẽ ra từ 0. Xong rồi đến hàm bên thì đầu vào mình tạo ra biến L này, xong rồi là yêu cầu người dùng nhập vào L và in ra kết quả tổng từ 1 cho đến L, tổng bình phương từ 1 cho N là đây, hiện ra phần chấm D chính là cái gọi cái hàm tổng ra. Bây giờ mình sẽ run chương trình các bạn xem nhé. Run này, nhập vào số L, mình sẽ nhập vào 2 cho dễ tính nhé. 1 bình cộng với 2 bình là 5 đúng không? Rồi, hiện ra 5 chưa? Rồi, tiếp đây các bạn có thể tính, áp dụng để tính các số lớn hơn như kiểu là số 6, 7 đúng không ạ? Nếu nó ra 1.000, đâu? 100.000, 102.510. Cảm ơn các bạn đã xem video. Cảm ơn cả nhà đã xem video. Chúc cả nhà học lập trình vui vẻ.